Hello, xin chào tất cả các bác nha. Ngày hôm nay em xin phép làm một cái video giải quyết thắc mắc của rất nhiều anh em. Nhiều anh em hỏi bên em là nên sử dụng vang cơ hay vang số. Thì thật ra với anh em, cái vang cơ hay vang số ấy, thì cái này nó tùy thuộc vào khả năng tài chính của mỗi người anh em nhé. Vặn lên cho nó đẹp một chút anh em. Còn vàng FX20 Plus giá 1.8 triệu. Cho em xin 30 giây quảng cáo. Con này rất là ok anh em nhé. Tiếng nhạc, tiếng mic dệt rất là ok. Giá chỉ 1.8 triệu thôi. Đây là một trong những cái con vàng mới về. Hiện tại ở bộ tứ này vẫn đang thiếu một con nữa. Đó là con vàng Q8. Nhưng mà hôm nay vẫn cứ làm cái video này. Tại sao lại làm cái đầu tiên là giải quyết thắc mắc cho anh em. Đầu tiên là anh em hỏi là có nên sử dụng vang số hay là vang cơ. Và anh em nghĩ là cái vang số thì nó khó chỉnh, đúng không ạ? Nó khó chỉnh. Nó hay nhưng mà nó khó chỉnh. Điều đấy thì tất nhiên nó sẽ đúng, nhưng mà nó cũng có phần là sai anh em nhé. Anh em chơi âm thanh thì đầu tiên anh em phải tìm hiểu về âm thanh. Đấy, tìm hiểu kỹ về âm thanh để anh em chơi. Thì khi đã tìm hiểu rồi thì anh em phải biết là thuần phục cái con vang đó anh em nhé. Thì thật ra vang cơ, vang số nó cũng chỉ là cái vang để mà anh em hát karaoke thôi. Chứ là cái tái tạo được cái âm bass, âm check nó phù hợp với tai nghe và tiếng echo, effect mềm mượt, reverb mềm mượt là được anh em nhé. Thì cái đấy nó thật ra nó rất là đơn giản anh em nhé. Còn con vang cao cấp thì nó cái chức năng của nó sẽ mạnh anh em nhé. Ví dụ như là con vang cao cấp thì tiếng echo sẽ hay hơn, tiếng vợt nó sẽ hay hơn, hoặc là tinh chỉnh nó sẽ dễ tinh chỉnh hơn, tinh chỉnh được sâu hơn. Đó, như vậy là một con vang mạnh thì nó sẽ cao tiền hơn anh em nhé. Và cái linh kiện và chất âm của nó hay hơn, như vậy thì nó là đắt tiền anh em nhé. Còn đây, ở đây thì em đang giới thiệu với anh em là 4 mẫu vang, có vang cơ, có vang số. Nhưng mà để mà nói cái nào nó hay nhất thì vẫn là do người chỉnh anh em nhé. Người chỉnh có kém thì kể cả chiếc vang số rất là xịn sò nhưng nó vẫn là chiếc vang kém. Nhưng mà nếu mà người chỉnh tốt thì vang cơ cũng đã hay rồi anh em nhé. Vang cơ cũng đã hay rồi. Thì giải quyết được cái thắc mắc này thì em sẽ phân tích cho anh em. Là như nào cho hợp lý. Thật ra một chiếc vang cơ, để mà so sánh tất cả các linh kiện với nhau, vang cơ thì lúc nào linh kiện nó cũng rẻ tiền hơn. Đấy, nên chất âm của nó mang lại sẽ không được tốt như vang số anh em nhé. Linh kiện rẻ tiền là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là nó cấu tạo đơn giản anh em nhé. Và nó không chi tiết được các giải tần. Em nhấn mạnh lại này, linh kiện nó sẽ không tốt bằng, không xịn sò bằng vang số. Cái thứ hai là độ chỉnh chi tiết nó sẽ không cao bằng. Đấy, và nó sẽ đơn giản hơn anh em nhé. Đấy, còn vang số thì nó có một đặc điểm là nó chỉnh chi tiết hơn, linh kiện tốt hơn và nó đưa ra cái âm thanh hay hơn anh em nhé. Thì ở đây thì như anh em đã thấy, con vang 1.8 triệu thì tất nhiên linh kiện không bao giờ tốt bằng những con vang 4-5 triệu được. Đó, đúng không ạ? Và tinh chỉnh thì nó được cái dễ tinh chỉnh thôi, nhưng mà nó lại không tinh chỉnh sâu. Đấy, nó dễ tinh chỉnh như anh em có thể thấy là bass min check, đúng không ạ? Đó, bass min check đây anh em có thể thấy không? Bass min check thì có thể là cái tinh chỉnh được bass check thật nhưng mà nó không sâu anh nhé. Đấy, không sâu bằng những cái con vang, ví dụ con L9 này. Đấy, con vang L9 này nó còn căn chỉnh được các giải tần luôn anh em nhé. Đấy, nếu mà anh em xem đây. Đó, các giải tần. Đấy anh em, hay em có thể ấn vào nhé. Đấy, đây là phần main này. Đấy, phần center này, sub này. Đấy, phần main này, phần sang nữa là phần music này. Đấy, thì anh em có thể căn chỉnh được các giải tần của nó. Đấy, EQ1 đến EQ45 luôn anh em nhé. Đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, nó chỉnh rất là sâu. Đấy, mic thì nó có mic A, mic B luôn anh em nhé. Đấy, mic A, mic B luôn. Đấy, rất là mạnh luôn anh em nhé. Đấy, echo chỉnh, echo reverb. Đó, bao nhiêu các thông số bao nhiêu anh em có thể tự chỉnh trong này. Rất là dễ dàng đúng không ạ? Đấy, nhưng mà giá nó lại cao, giá nó là 4 triệu rưỡi. Đấy, nó đắt gấp mấy lần cái con vang trên này. Đấy, tiếp tục con D5 cũng vậy anh em nhé. Con D5 thì đây anh em có thể thấy mic này, music này, đúng không? Echo, reverb. Nó rất chỉnh, rất là dễ. Đó.
Đấy, đây là cũng các tần số EQ. Đấy, 15 cần EQ. Đấy, rất đơn giản. Đây là đường mic, đường music cũng vậy. Đấy. Đấy, thì anh em có thể là phải tham khảo kỹ. Đấy, trên con LX8 này cũng vậy, nó có thể căn chỉnh được rất nhiều mic music, sub. Đấy. Thì anh em không thể nói là nó khó căn chỉnh được. Nó vẫn là chiếc vang dễ căn chỉnh. Nhưng quan trọng là làm sao tiếng nó hay là cái thứ nhất. Cái thứ hai là căn chỉnh được là nó chi tiết hơn rất là nhiều anh em nhé. Và tiếp theo, cái tiếp thứ ba nữa là cái vang số ấy, thì xong anh em lưu lại. Thì kể cả có ai nghịch kiểu gì thì kiểu, nhưng người ta không lưu được lại thì mình tắt đi bật lại thì nó lại về cái mốt mà mình đã căn chỉnh anh em nhé. Cái này nó rất hay. Như những chiếc vang cơ thì anh em vặn nó, đúng không ạ, vặn những cái chiết áp trên, vặn những cái chiết áp này. Đấy, nhưng mà khi mà anh em có người khác người ta đến, người ta lại vặn lệch đi. Thế xong đến lúc mà anh em chỉnh lại nó lại không còn được hay như cũ. Nó rất là bất tiện. Nhưng cái vang số để anh em chỉnh. Đấy, xong người khác có chỉnh đi chỉnh, nhưng mà người ta không lưu, không thể lưu được. Khi tắt đi bật lại nó lại về cái mode cũ của anh em thôi. Rất là đơn giản. Nhưng mà không thể nói như vậy được. Những chiếc vang cơ thì nhiều người lại thích chất âm của vang cơ. Những chất âm mộc mạc nhất, những chất âm mà phải nói là nó cũng không có sự can chỉnh nhiều, nó không đi sâu, nó không can thiệp vào, nó không đi sâu vào bản nhạc. Ví dụ như cái bản nhạc này, anh em chỉ tăng một chút bass, tăng một chút treble thôi anh em nhé. Đấy, nó không can thiệp được sâu. Đó, nhưng mà trên con vang số nó có thể can chỉnh được đầu vào này, can chỉnh được nhạc vào này, cái nhạc anh em đang nghe này, xong rồi đầu ra có thể can chỉnh, can thiệp được tiếp. Đấy, nó rất là sâu. Nhưng với một chiếc vang cơ nó đơn giản, nó chỉ cần là tăng bass, tăng treble, vậy là xong, không phải can thiệp nhiều, đúng không ạ? Đấy, đấy là một cái đặc điểm của vang cơ, nó lợi cái. Bên tiếp theo là một cái đặc điểm của vang cơ nữa là nó cơ động. Có nghĩa là sao anh em tinh chỉnh vặn nó rất là cơ động, thích là anh em chỉnh được luôn. Nhưng mà với vang số thì anh em còn phải lần mò, còn phải cắm vào máy tính nữa. Nếu mà anh em đã biết sử dụng máy tính, cắm máy tính. Còn nếu anh em không biết sử dụng máy tính thì anh em còn lần mò, đúng không? Cái lần mò ấy nó mất rất nhiều thời gian đấy. Đấy, mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà đổi lại nó lại được hay hơn anh em nhé. Đấy, đây em đã phân tích cho anh em hai cái khía cạnh như vậy. Vang cơ thì dễ chỉnh, nhưng chất âm sẽ không hay bằng vang số. Nhưng mà nó lại cơ động anh em nhé, rất là cơ động, cho ra cái chất âm thuần khiết nhất, có nghĩa là chất âm cơ bản. Đó, còn nó vang số thì chất âm của nó là hay. Tinh chỉnh thì nó tùy theo từng người, người thì thấy nó dễ, người thì thấy nó khó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nó tinh chỉnh rất là sâu. Anh em nó tinh chỉnh rất là sâu. Tinh chỉnh được tận gốc rễ của cái âm thanh của anh em luôn, từng giải tần luôn. Đấy, và cái chất âm của nó hay. Và cái chất tiếng của nó khẳng định với anh em là chơi vang số ấy, thì chơi 575 nó không bị lỗi thời. Nhưng chơi vang cơ thì sẽ bị lỗi thời anh em nhé. Chơi vang cơ thì nó ra mẫu liên tục. Và chơi vang số thì rất lâu nó mới ra được mẫu khác. Còn có thay mẫu khác thì nó chỉ thay cái bề mặt thôi, chứ còn ruột nó vẫn như vậy. Bản chất nó chỉ như vậy thôi. Nên chơi vang số rất là bền, nó chơi 575 là nó vẫn không bị lỗi thời luôn. Đấy, cái vang cơ thì có thể là người ta có thể thay đổi rất là nhiều. Đấy, và rất nhiều mẫu mã. Đấy, nói chung là chiếc vang cơ thì những người ta thích vang cơ vẫn chọn vang cơ được, vì nó là một chiếc vang nó rất là đơn giản. Đấy, nó mộc mạc đơn giản. Còn nó vang số thì nó yêu cầu kỹ thuật nhiều hơn, nhưng mà chất âm đưa ra tuyệt vời. Nên hầu như chơi số thì nhiều người vẫn thích chơi số anh em nhé, nhưng nhiều người lại thích chơi cơ. Đấy, thì hôm nay em phân tích cho anh em hiểu như vậy. Chứ thật ra thì vang số không phải là khó chỉnh đâu. Như những cái con vang bên em ấy anh em nhé, như em nói qua rồi, anh em chỉ cần search tên thôi, anh em biết là căn chỉnh cực kỳ dễ. Căn chỉnh bằng tay, căn chỉnh bằng máy tính nó rất là dễ luôn. Đấy, thì hôm nay làm cái video này để cho anh em tham khảo anh em nhé. Ok, anh em nào xem video thấy hay nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video bên em. Anh em nhớ cho anh xin một like anh em nhé. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Hẹn anh em ở clip lần sau.